Rồi ha, sáng nay Giang chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì Giang đang có mặt ở là biển Cồn Bửng nha mọi người, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre nha mọi người. Thì ngày hôm nay thì Giang tới đây Giang làm một cái video quay lăng ông Nam Hải cho mọi người xem nha. Đó. Đây là khu vực ở phía trước cho mọi người. Ở đây là cái khu này là khu bảo tồn tôn đạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển. Thì cái khu mà di tích lịch sử này mọi người mà đi thẳng vô trong cái cổng, đi thẳng luôn là ra biển nha mọi người. Thì theo như Giang được biết, cái thời mà chiến tranh á, là những anh hùng á, là chọn cái điểm nơi đây á, là một cái nơi tập kết để vận chuyển vũ khí bom đạn nha mọi người. Vận chuyển vũ khí bom đạn bằng đường thủy, là đường ven biển á, từ miền Trung vào miền Nam nha mọi người, là vào tỉnh Bến Tre của Giang là đầu tiên luôn nha. Đó, thì anh chị mà có tới đây á, thì mình có thể vào trong đó mình xem tham quan những cái di tích lịch sử. Còn đặc điểm ngày hôm nay thì Giang sẽ quay lăng Nam Hải nha. Lăng ông là như thế nào? Lăng ông là người ta sẽ xây một cái lăng nha mọi người, còn ông á là cá ông nha mọi người, ở dưới quê Giang là kêu bằng cá ông. Theo Giang được biết á, là năm 2024 á, là ở ngoài biển Cồn Bửng, xã Thành Hải, huyện Thành Phố Bến Tre này nè, sẽ tấp vào bờ hai con cá ông. Nó tên sách vở là tên voi nha mọi người. Thì sau này người ta sẽ lấy cái bộ xương, người ta đem vô đây, người dân sẽ đem vô đây, người ta sẽ lập một cái lăng nè để thờ hai cái bộ xương đó, để nói chung là để cúng bái mọi người, để ban những cái phước cái an lành cho những người dân ở đây. Người ta sẽ nuôi trồng thủy sản nha mọi người. Cái khu ngoài đó là khu ngoài biển nha mọi người. Đó, bây giờ Giang sẽ đi sâu vào phía trong. Đó, Giang sẽ quay cụ thể cái bộ xương của hai con cá ông nó bao nhiêu và trọng lượng bao nhiêu cho mọi người cùng xem luôn nha. Giang sẽ đi sâu vào trong nha mọi người. Giang quay phía trong luôn cho mọi người xem nha. Cái khu vực ở trong này rộng lắm mọi người. Đó, rộng lắm. Này được nhà nước người ta làm rộng lắm nha mọi người. À, xe Giang này đậu ở đây. Hả? Đây là cảnh phía trong mọi người. Ở phía trước, phía ngoài chứ. Ở đây có một cái ly hương này, to đùng luôn. Cái này bằng đá nha mọi người. Có nhang cắm luôn. Bên này cũng rộng lắm mọi người. Khu vực bên đây rộng bát ngát xuống dưới mé rừng luôn nha. Đây. Giờ xin phép mọi người, ở đây thì mình sẽ đi vào trong. Hình mấy con rồng bằng gỗ vậy mà lâu năm rồi chắc bị rạn hết trơn, nứt. Có thùng bỏ tiền. Ở đây là khu vực phía trong đó rồi, có trống. Ở đây để có chữ xương ông là ở phía sau. Đi xíu dàn xuống phía sau nha mọi người. Ở đây có mấy cái thanh đào kiếm bằng sắt nha mọi người. Bằng sắt nha, nặng lắm nha. Ở đây tới mùa lễ thì người ta sẽ tổ chức cúng nha. Khám phá cụ thể luôn cho mọi người xem. Ở phía phía sau này rộng lắm nha mọi người. Thôi giờ để con xin phép. Con xin phép con sẽ đốt một nén hương nha. Ở đây cũng gần Tết, Tết qua Tết mới đây mùng 7 nha mọi người. Cũng có nhiều người ta thắp hương nhiều lắm. Thì Giang xin phép Giang cũng thắp nén hương. Đây có cái chuông chuông đồng nữa mọi người. Đó. Con làm ăn khá, con sẽ có một chút lễ lộc dành cho ông.
Rồi nha mọi người, Giang thắp một nén hương. Đó. À, tiếp tục thì Giang sẽ đi về phía sau nha mọi người. Ở Giang sẽ xuống phía sau. Giang xuống phía sau rồi Giang sẽ quay cái xương của mấy cái bộ xương của ông cho mọi người xem nha. Ở phía sau đây rất là rộng nha mọi người. Ở sau đây cũng có để mấy cái hình này để thờ, để đốt nhang luôn nè mọi người. Đó. Ở đây thì mấy cái thùng trong nước thôi. Đây giờ Giang sẽ quay tổng thể phía sau nha mọi người. Rất là rộng luôn nha. Rất là rộng luôn. Đó, bộ xương thì được để trong cái lồng đó nha mọi người. Được để trong cái tủ kiến nha. Bây giờ Giang sẽ tiếp cận xa sát hơn để quay cho mọi người xem. Bây giờ Giang sẽ quay cái bảng nó để cái ấy trước ha. Nó để cái người ta để cái số ngày. Cái số ngày mà con ong cái con cá ong này á là nó sẽ mắc nha. Đây là ở đây là trưng bày hai con nha mọi người, hai con. Đây là con ong trước nè, ong trước nè. Vô ngày 15 tháng 1 năm 2024 là ngày âm lịch đó mọi người. Đó là ông vô là cũng như là cái ngày đó là vô bờ, nó bị tấp vô bờ đó mọi người, ông bị tấp vô bờ, tôi dạt vào bờ. Thì ông này là ông cá này á là nặng là 50 nè, nặng 57 tấn nha mọi người. Đó. Ở đây người ta có để cái lý lịch. Còn qua đây là một ông sao nha mọi người. Ông sao. Ông sao thì ông vô ngày 28 tháng 2 âm lịch. Cũng là ngày 2024. Chỉ có cách bao nhiêu ta? Cách mấy ngày á mọi người à? Đó, cách mấy ngày. Đây con ông cá này thì nặng là 78 tấn nha mọi người. Con ông sao này thì nặng hơn ông trước nha. Ông trước thì 57, còn ông sao này là 78 nha mọi người, 78 tấn. Đó. Thì bây giờ thì Giang sẽ quay trực tiếp nói chung là cái xương đó, cái xương cốt của ông thôi cho mọi người xem nha. Bên đây nhỏ hơn á, thì chắc là Giang nghĩ là cái ông này là 57 tấn là con nhỏ này nha, ông nhỏ này nha. Giờ cũng hơi nói hơi liệu liệu quá nên mọi người nghe cũng thông cảm cho Giang nha mọi người. Bộ xương nè mọi người, cái này là cái hoành xương sống của nó nha mọi người. Đó, hoành xương sống nó bự hơn cái bàn tay của Giang nha mọi người. Cái này theo như Giang đoán cái bề hoành này là size 28 á, 28 30 28 đó mọi người. Còn cái này là cái phần xương hàm của ông á mọi người, dài á, 2m 3m, tầm độ hơn 4m đó nha mọi người. Cái này hơn 4m. Để Giang sẽ quay qua đây. Đó mọi người thấy không, cái bề hoành của cái xương sống của cá của ông á. Còn cái hình cong này mọi người, cái hình cong này là cái bẹ sườn đó mọi người, cái bẹ sườn đây nè. Mọi người thấy không, bẹ sườn bự lắm. Ở bên này rộng kính nha mọi người, tủ kính. Còn đây là những cái răng này nha mọi người, đây là những cái răng nè, những cái răng của ong nè. Để Giang sẽ quan sát cho mọi người xem. Đó, mấy cái răng nè, to nha mọi người, to bằng cỡ bằng cầm tay của Giang thì lớn, cầm bằng một cái cầm tay của trẻ em tầm độ 3 tuổi á, 2-3 tuổi á. Còn ở bên đây thì con này 78 tấn thì nó sẽ lớn hơn nha mọi người, ông này sẽ lớn hơn. Nó em mọi người thấy cái cánh quạt á to lắm. Rồi, nếu mà Giang đo thấy là 4 gạt tay á, cả 4 gạt mọi người. Cái này quạt này nè. Nè, người ta có ghi chữ quạt nè mọi người, cái cánh quạt của nó mà hai bên cái vây á mọi người, hai bên cái vây á, nếu mà đo bằng ngang qua về qua Giang qua về thì tầm độ 4 gang tay nha mọi người. Cửa này người ta chốt rồi nè, mình không có thò tay vô được nha. Ở đây có ghi số nè mọi người, theo từng cái đốt xương sống. 6 số 8 số 5 nữa mọi người. Đó. Rất là lớn luôn mọi người, thấy vậy chứ to dữ lắm nha mọi người. Mọi người thấy trong video của Giang vậy chứ ngoài rất là lớn luôn. Xương đó. Thì để đóng nè mọi người, thấy không? Sạm hết rồi.
nó bị nhiều năm quá, nó bị oxy quá mọi người. Đó, mình thấy không, trưng bày tinh minh một cái tủ kính rất là rộng lớn luôn. Thì những cô chú anh chị nào ví dụ mình ở xa ở các tỉnh khác hay gì đó, hay là có dịp mình đi du lịch, mình đi du lịch ra đi chơi ở Cồn Bẩn ở xã Thanh Hải thành phố Bến Tre, thì anh chị sẽ mọi người sẽ ghé qua đây tham quan coi thử, đúng không? Không cũng gian vô đây làm video chứ mà không cũng không mắc tiền gì hết đâu mọi người. Mình chủ yếu là mình xem cái cho biết, cái thứ hai nữa là để biết được cái phong tục đây đó vậy đó. Đó, vậy thôi mọi người. Thì thôi Giang, chắc Giang cũng xin kết thúc cái video tại đây nha mọi người. Chúc mọi người sức khỏe dồi dào nha, xem video vui vẻ. Mọi người yêu thích video của Giang này, cho Giang xin một đăng ký kênh và một like nha mọi người. Đăng ký kênh một like, Giang cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Giang có nhiều cái giải trí hơn nữa, Giang quay cho mọi người xem. Còn ở đây là khu vực phía sau thôi mọi người, ở phía sau thôi, cũng không có gì hết. Rồi Giang cảm ơn mọi người nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.